Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về vận mệnh và tài lộc tình duyên của người tuổi Mùi trong tháng 7 của năm Tân Sửu 2021. Về âm lịch, đối với người tuổi Mùi thì trong tháng này phải đương đầu với rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Vì vậy mà người tuổi Mùi trong tháng 7 âm lịch này vừa là tháng cô hồn thì phải làm những điều gì để có một tháng mới tốt lành và hanh thông hơn? Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Mùi trong tháng 7 của năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Trong tháng 7 này thì Mùi rất vất vả khi mà đương đầu với rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Về xem tử vi trong tháng 7 là tháng cô hồn, đối với dương lịch thì bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 của năm Tân Sửu 2021. Về can chi thì là Mậu Tý, Đinh Tỵ, Bính Thân và Tân Sửu. Còn về thiên can là Bính Hỏa, địa chi là Tân Kim, đặc trưng là Kim Vượng Phản Tắc. Còn thái tuế là Thiên Khắc Địa Bình Hòa. Khi bước sang tháng mới thì đối với người tuổi Mùi có thể sẽ phải khá vất vả khi mà phải đương đầu với rất nhiều thử thách ở thời điểm này. Bản mệnh như bị quấn hút vào một guồng quay chuyển động liên tục, khó mà ngồi trên một chỗ. Dù thường ngày bạn có tâm lý an toàn và ổn định thì cũng sẽ bị vận trình thúc đẩy để liên tục tiến về phía trước và buộc phải hành động. Trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất suy, nó báo hiệu về vận trình có dấu hiệu giảm sút. Càng về cuối tháng thì hung họa càng vượng. Vì vậy nên phải tranh thủ tiến hành những dự định quan trọng ngay từ đầu tháng thì tỷ lệ thành công sẽ được cao hơn. Và hiệu suất trong công việc trong tháng thì không được lý tưởng. Với khối lượng tăng lên, sức cạnh tranh lớn, ngoài những khó khăn nó mang tính khách quan như là biến động thị trường, hợp tác trục trặc, và bản mệnh còn phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn lục đục nội bộ, song vẫn luôn được các tinh thái dương che chở. Dù là gặp phải trở lực xong, cuối cùng vẫn được hóa giải và đạt được những thành quả xứng đáng nhất trong cuộc sống. Còn tài lộc của mệnh chủ trong tháng cũng phải đối mặt với nhiều sự bất ổn, từ thu nhập bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Đã vậy, đã có nhiều khoản chi phí bất ngờ và phát sinh, chi tiêu đã có phần eo hẹp. Về cuối tháng nên bạn phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động về tài chính của mình. Còn đối với tình hình sức khỏe trong tháng này của Mùi cũng bị giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần đã khiến cho bản mệnh thường xuyên bị đau đầu hoặc là mất ngủ, ăn uống kém ngon. Nếu để lâu dài có thể bị sụt cân nên phải chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc là người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa. Và các bạn thân mến, thứ nhất là về xem tử vi về đường sự nghiệp của người tuổi Mùi trong tháng 7 năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Trong tháng Bính Thân này thì đường công danh của Mùi có khá nhiều biến động. Bạn sẽ phải rất vất vả để giữ mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình. Và bản mệnh cần phải kiên trì nên con đường của mình, đừng vội vàng bỏ cuộc. Trong tháng do nguyệt lệnh lâm đất suy nên vận khí khá bất ổn. Con giáp này có thể sẽ phải vất vả khi mà đương đầu với khá nhiều thử thách trong tháng này. Bản mệnh như bị quấn vào một guồng quay chuyển động liên tục, khó mà ngồi yên một chỗ. Dù là thường ngày bạn có tâm lý an toàn, ổn định thì cũng sẽ bị vận trình thúc đẩy liên tục tiến về phía trước và buộc phải hành động. Trong công việc thì gặp khó khăn lúc ban đầu, càng về cuối tháng thì hung họa càng vượng, nên phải tranh thủ tiến hành những dự định quan trọng ngay từ đầu tháng thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.
Trong tháng này thì tuổi Mùi tất bật lo công chuyện, đã vậy mà nội bộ của bạn lại phải xảy ra nhiều xung đột, tranh quyền đoạt lợi, khiến cho tinh thần bất ổn. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến cho mệnh chủ cảm thấy bất an hoặc là chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Nhưng nếu muốn chuyển thì cũng phải cân nhắc kỹ càng trước khi hành động, kẻo hối không kịp. Với hiệu suất công việc trong tháng cũng không được lý tưởng cho lắm, khối lượng tăng lên, sức cạnh tranh lớn, với những chú dê phải tự mình đương đầu để giải quyết những khó khăn. Nó mang tính khách quan như là biến động thị trường, những hợp tác thì trục trặc, lại thêm những vấn đề trong nội bộ hầu như không phút nào được an ổn. Song bản mệnh đừng vì thế mà nản lòng nhụt chí, bởi quý nhân vẫn luôn ở bên, các tinh thái dương luôn sát cánh để giúp đỡ Mùi, dù gặp phải trở lực song cuối cùng vẫn được hóa giải và đạt được thành quả xứng đáng nhất. Và các bạn thân mến, về thứ hai là xem tử vi về đường tài lộc của người tuổi Mùi trong tháng 7 năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Về xem tử vi trong tháng 7 của năm 2021 của 12 con giáp về âm lịch cho biết là phương diện tài lộc của Mùi trong tháng mới cũng phải đối mặt với rất nhiều bất ổn trong cuộc sống. Trong tháng có nguyệt lệnh lâm đốt suy ở Mùi đã khiến cho tài khí hao tổn, lúc được thì nhiều nhưng khi mất cũng rất dễ trắng tay, nhất là những ai đang nắm giữ trong tay các hạng mục kinh doanh, đầu tư mang tính mạo hiểm cao. Trong thời điểm này thì thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh vì có một vài nguồn thu bị giảm sút. Dù con giáp này có ôm đồm nhiều việc cùng lúc để mong khoản nọ bù khoản kia nhưng hiệu quả không cao và thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Đã vậy, đã có nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh, chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng, nên phải có một kế hoạch chi tiêu cụ thể rõ ràng để tránh lãng phí và hãy chủ động về tài chính. Trong tháng này còn là một tháng cô hồn và theo quan niệm của dân gian ông cha ta để lại là bạn nên phải tránh những rủi ro tài chính, nếu có thể tránh thì tránh ngay từ đầu để không rơi vào tình trạng phá tài. Về xem phi tinh trong tháng 7 về âm lịch có sao bắt trạch tài tinh, nó bay vào vị trí trung cung nơi ở giữa căn phòng của bạn. Nó gặp lục bạch cát tinh và tại khu vực này rất cần bố trí phong thủy hợp lý để có thể thúc đẩy tài vượng và tài lộc cho bạn. Đối với người tuổi Mùi có thể phải bài trí vật phẩm phong thủy như quả cầu phong thủy bằng thạch anh màu đỏ hoặc màu hồng ở hướng bắc phòng khách ngôi nhà hay bàn làm việc của bạn. Vật phẩm này có tác dụng là hút tài, hút khí, giúp cho công việc kinh doanh của bạn ngày càng thuận lợi hơn. Và các bạn thân mến, về thứ ba là xem tử vi về đường tình duyên cho người tuổi Mùi trong tháng 7 của năm Tân Sửu 2021. Sau những khó khăn và áp lực trong công việc về tài chính, nhưng đường tình duyên thì lại có điểm sáng, đó là một niềm an ủi không nhỏ đối với người tuổi Mùi. So với thời gian trước thì chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng này khá ổn định và khởi sắc. Hơn hẳn là do với thiên diêu chủ đào hoa luôn nâng đỡ người độc thân sớm thỏa nguyện được nguyện vọng trong chuyện tình yêu đôi lứa, có nhiều cơ hội kết giao mở ra và việc tìm kiếm nửa kia cho bạn rất phù hợp và trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn. Nếu những đôi có vợ chồng thì hòa hợp có thể tính chuyện sinh thêm con cái. Với mối quan hệ cha mẹ con cái luôn có sự thấu hiểu và chia sẻ, không khí gia đình đầm ấm yên vui, nó tạo ra một động lực lớn lao để con giáp này chuyên tâm cho sự nghiệp. Về xem phi tinh trong tháng thì có nhất bạch chủ đào hoa, nó bay về hướng Tây là cung tinh tương sinh của bạn. Với càng thúc đẩy vượng đào hoa tốt, nó tốt cho tình cảm lứa đôi, vì thế tại phương vị này bạn nên để một lọ hoa tươi để kích hoạt và thu hút đào hoa, và nhớ là phải thay hoa thường xuyên kẻo hoa héo để tránh phản tác dụng của nó. Và các bạn thân mến, về thứ tư là về xem tử vi về đường sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng 7 của năm Tân Sửu 2021. Về theo tử vi trong tháng thì trong một tháng có
Vận trình thì có nhiều rối ren tất bật. Về tình hình sức khỏe của Mùi cũng bị giảm sút đáng kể. Trong thời gian này thì bản mệnh chủ yếu gặp phải các vấn đề áp lực về tinh thần. Nó dẫn đến các triệu chứng thường gặp như đau đầu, mất ngủ, ăn uống kém ngon. Những vấn đề này có thể khắc phục bằng cách là cân bằng thời gian nghỉ ngơi làm việc, bồi bổ cơ thể, sinh hoạt lành mạnh. Bạn cũng nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc là người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa về tâm lý. Vì không được nguyệt lệnh lâm đất ủng hộ nên bản mệnh cũng nên phải chú ý những chuyện đi lại hoặc lái xe để đề phòng tai nạn bất ngờ trong tháng cô hồn xảy ra. Bởi vì trong tháng này có rất nhiều điều xui rủi cho bạn. Về xem phi tinh trong tháng thì có sao nhị hắc chủ về ốm đau bệnh tật, nó bay về hướng đông bắc. Tại đó nó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, có thể gây ra các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Vậy bạn phải chú ý dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng thường xuyên khu vực này. Và các bạn thân mến, về thứ năm là về cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Mùi. Về cẩm nang vượng vận thì hướng tốt là hướng trung cung, là hướng đông, còn hướng xấu là hướng tây nam và hướng tây bắc. Với những ngày cát là ngày 12 tháng 8, ngày 16 tháng 8, ngày mùng 1 tháng 9 và ngày mùng 2 tháng 9. Với những ngày hung là ngày 14 tháng 8, ngày 19 tháng 8, ngày 20 tháng 8 và ngày 31 tháng 8. Về thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, nam thì thái bạch mà nữ thì thái âm. Với những khẩu quyết cho bạn, đường công danh của bạn có nhiều biến động, có vất vả, và để giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát thì bạn cần phải chú ý nhất trong tháng này về tài chính. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Hợi và người tuổi Mão, người tiểu nhân là người tuổi Tuất và người tuổi Thân. Với những màu sắc may mắn nhất trong tháng đó là màu nâu và màu vàng. Về thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nam thì La Hầu mà nữ là Kế Đô. Với những khẩu quyết cho bạn thì dù gặp phải những trở lực song cuối cùng vẫn được hóa giải và đạt những thành quả xứng đáng nhất trong cuộc sống. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Ngọ và người tuổi Tỵ. Với những người tiểu nhân là người tuổi Thìn và người tuổi Tuất. Với những màu sắc may mắn là màu trắng và màu đen. Về thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nam Kế Đô mà nữ thì Thái Dương. Với những khẩu quyết cho bạn là tài khí hao tổn, lúc được thì nhiều nhưng khi mất cũng rất gặp bị trắng tay. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Tỵ và người tuổi Hợi. Với người tiểu nhân là người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ. Với những màu sắc may mắn là màu xám và màu cam. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nam thì Thái Bạch mà nữ thì Thái Âm. Với những khẩu quyết cho bạn trong tháng thì chuyện tình cảm trong tháng này ổn định và khởi sắc hơn hẳn những tháng khác. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Mão và người tuổi Ngọ. Người tiểu nhân là người tuổi Tý và người tuổi Thìn. Với những màu sắc may mắn như màu cà phê hoặc là màu nâu. Về thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, nam thì La Hầu mà nữ thì Kế Đô. Với những khẩu quyết cho bạn trong tháng sức khỏe bị giảm sút, chủ yếu gặp phải các vấn đề về áp lực về tinh thần. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Mão và người tuổi Tỵ. Người tiểu nhân là người tuổi Tuất và người tuổi Sửu. Với những màu sắc may mắn là màu xanh và màu đen. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.